Thưa quý vị và các bạn, đầu năm 2019, trong chuyên mục hộp thư truyền hình, chúng tôi có phát sóng phóng sự phản ánh đơn thư của bà Nguyễn Thị Phương, thường trú tại thôn Nho Lâm, xã Mai Động, huyện Kim Động. Nội dung đơn thư phản ánh về việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bà với gia đình người em ruột của chồng là ông Nguyễn Ngọc Tú, vợ là bà Lê Thị Mì. Vụ việc kéo dài gần 15 năm và đã qua hai cấp xét xử, nhưng bản án không thi hành được bởi nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc diễn biến phức tạp kéo dài, bắt nguồn từ việc dẫn đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định. Và khi xét xử bản án có hiệu lực rồi, nhưng vẫn không thi hành được. Sau đây chúng tôi trích dẫn lại ý kiến của những người liên quan trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cơ quan chuyên môn là đại diện cơ quan thi hành án dân sự huyện Kim Động để quý vị hiểu rõ hơn nguyên nhân vì sao bản án có hiệu lực mà vẫn chưa thi hành được và từ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng dẫn đến mâu thuẫn anh em trong gia đình vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Bản án thì đã qua hai cấp xét xử, tòa sơ thẩm, tòa Kim Động và tòa phúc thẩm là tòa án tỉnh Nhân từ tháng 9 năm 2005. Bản án đã tuyên trong trường hợp này là cụ Nguyễn Huy Cảnh phải giao trả lại cái diện tích 84 m² đất cho bà Mì là vợ ông Tú. Chứ trong trường hợp này nó không có liên quan gì đến trường hợp nhà ông Hoài. Là trong bản án cũng định đoạt là giao cho ông Hoài tiếp tục được quản lý sử dụng 21 m² đất trên cái gian buộc đấy. Sau khi mà phối hợp tích cực với chính quyền địa phương và phối hợp với phòng tài nguyên môi trường và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Động xác định cái diện tích đất thì do là bản án là tuyên có sai sót. Sau khi xác minh hiện trạng là không có sự thay đổi. Từ khi đo thực tế tại hiện trạng mà phải giao là chỉ có 76,4 m². Và trong khi đó bản án thì lại tuyên là trả cho cụ Cảnh là phải trả cho bà Mì là 84 m². Chính vì vậy thì phát hiện ra bản án có sai sót, cơ quan thi hành án thì cũng đã có các cái văn bản đề nghị tòa án dân các cấp và viện sát các cấp là theo thẩm quyền là xem xét lại cái bản án để đính chính lại cái diện tích đất để cơ quan thi hành án tiến hành giao cho bà Mì. Nhưng mà đến thực tế ra thì đến bây giờ thì tòa án dân các cấp và viện sát các cấp cũng đã có những cái văn bản trả lời nhưng nó cũng không thỏa đáng nên cơ quan thi hành án vẫn chưa thể tổ chức. Khi đó đọc xong ấy thì tôi cũng nói với bộ phận chuyên môn là hiện nay thì lại nhà ông Hoài nó ông Anh Tú lại đang có một cái buồng ở xa bên kia, thế mà theo bờ rào đằng sau, theo bờ rào trước thì tự nhiên cái buồng này lại không đi thẳng được, nó không vào đất của ông Hoài được. Thế thì bây giờ các anh xem thế nào? Mà tôi biết là ông Tú ông Hoài là hai anh em ruột ở liền nhau, tình cảm ít khi coi nhà ai hàng xóm đắc được như thế. Thế thì ông Tú có nói là riêng cái buồng này thì để anh em tôi với ông Hoài và tôi với bà chị dâu tôi sẽ đàm thoại cái gian buồng này. Tôi chỉ có nó đặt vấn đề ra chuyên môn là đấy, nó tình hình nó bị nghẹo thế, tôi nắm được cụ thể gọn ngành nó như thế. Ông cụ sinh ra ông Hoài với ông Tú này cũng nói đúng là cũng chẳng có cái di chúc hay cái gì để lại để mà làm căn cứ để mà giải quyết cho hai ông này, mà chỉ là xác định là đang ở, vì chỉ biết là ông Hoài, vợ chồng ông Hoài ở một gian buồng và vợ chồng Tú ở một gian buồng và hai bên đấy, tôi nói cho chính xác nó là như vậy đấy. Thế còn thì cũng như là bây giờ thì nói thực với các đồng chí là ở nông thôn nó rất khó, bị anh em người ta tuyệt vời như thế, công việc gì về chén chè chén rượu anh em cũng như là vô tư không thể tưởng tượng được như anh chí nói. Thế mà bây giờ các anh bỏ rằng là thôi cái này cứ làm đi xong rồi để anh em tôi đào tạo với nhau không có vấn đề gì. Thế bây giờ thực ra nói là không ai lỡ mà bỏ bây giờ tôi phải cái này mới phải cái kia. Thế cho nên đối đấy, nhưng nó có một cái điểm là cả nẻ mà cũng là không ngờ. Theo tôi là nếu như ta mà đưa lên tất cả của các cái việc mà các cái đoàn làm việc vừa rồi, rồi các cái biên bản các thứ thì nếu như nó không được thế hợp lý lắm mà bây giờ ta phải làm lại từ đầu thì thôi đành ta làm từ bây giờ, từ lúc đầu như thế thôi. Nội dung phát biểu trên đã được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục hộp thư phát sóng tháng 1 năm 2019. Tuy nhiên đến nay, vụ việc vẫn chưa được cơ quan chức năng nào giải quyết và mâu thuẫn giữa hai gia đình là anh em ruột vẫn căng thẳng. Nhưng mà lúc làm sổ đỏ thì tôi không có nhà, đo tôi không có nhà. Tôi đi khám bệnh, nhà tôi thì ở bên Campuchia. Thế thì nó đến ở đây thì nó về sổ đỏ nó.
mở sổ đỏ làm thì ông ấy tự biên, tự diễn, tự ký và tự nè. Không qua thì với nhà tôi gì cả. Bên này thì sổ thì cái gian buồng này thì nó nhận của nhà tớ, thì nó đo về sổ đỏ bên ý. Nhà tớ chỉ có từ đây rửa lại thôi. Tức là bà cũng có sổ rồi gì? Tôi cũng có sổ đỏ rồi, nhưng mà không có gian buồng này. Tòa tuyên là bà Hòa Mì không có căn cứ nào nhận được cái gian buồng của ông Hoài 21m2. Phải giả ông Hòa. Nhưng nó không giả, nó cứ đòi. Đấy, nó nhà. Sau đó rồi thì mãi về sau, thì là tòa án bà Mây chủ tọa về mới lại cả cái ông Lực ở dưới dưới tỉnh là bảo rằng là cái gian buồng này bây giờ bà Mì bà ấy bảo bà ấy cho nhà tớ cái gian buồng này. Tôi bảo tôi không hoàn toàn nhất trí, đất của tôi là phải trước, có trước và sau. Thế bây giờ có ông bảo là chỉ bà đến đây, nếu bây giờ chưa giải quyết ý, thì hai gia đình chúng tôi chưa đổ máu. Nếu bây giờ các ông mà giải quyết thì phải có một vũng máu ở chỗ này. Tôi bảo như thế, nó sẽ đào, nó sẽ làm ô xí ở đây, nó sẽ làm vân vân và vân vân. Một vụ việc tranh chấp đất đai giữa hai gia đình là anh em ruột kéo dài 15 năm và qua hai cấp xét xử vẫn không thi hành được. Qua phản ánh trên, Ban biên tập hộp thư đề nghị các cấp, các ngành, chức năng cần có sự vào cuộc một cách tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm để đáp ứng nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của công dân.